Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 5, thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an có hiệu lực, nhiều quy định mới liên quan đến các thủ tục đăng ký cấp biển số xe sẽ chính thức được áp dụng, giúp người dân thuận tiện khi đi làm thủ tục liên quan. Để triển khai có hiệu quả thông tư này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe mô tô và ô tô cho công an cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn đã quán triệt các chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an về phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã. Cơ sở pháp lý thực hiện và các trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với lĩnh vực đăng ký xe. Những nội dung cơ bản của thông tư 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, tổ chức đăng ký xe tại công an cấp huyện, cấp xã được thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Theo quy định tại Nghị định số 10/2020 và Nghị quyết 66 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, các ô tô kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, tới nay vẫn còn nhiều phương tiện chưa thực hiện và đã có nhiều phương tiện bị xử lý. Để tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai sẽ tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10 và Nghị quyết 66 của Chính phủ. Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Lào Cai đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực này. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Lào Cai đã thường xuyên kiểm tra người điều khiển phương tiện ô tô và mô tô tham gia giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông của thành phố đã xử lý 134 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, tạm giữ 134 phương tiện, tước giấy phép lái xe 91 trường hợp. Trong đó có 38 trường hợp lái xe ô tô, 25 trường hợp lái xe máy có nồng độ cồn ở mức cao trên 0,4mg trên lít khí thở. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vận tải đường thủy nội địa tại Lào Cai chưa phát triển mạnh như đường bộ, đường sắt, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, các cấp ngành chức năng trong tỉnh đã quan tâm tới việc quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Đường thủy nội địa Lào Cai có 3 con sông chính, gồm sông Hồng chiều dài 124 km, sông Chảy 124 km và nhiều hồ thủy điện. Trong đó lớn nhất là hồ thủy điện Cốc Ly. Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tại Lào Cai chưa được đầu tư, chủ yếu vẫn ở dạng tự nhiên. Các bến đỏ ngang, đỏ dọc hoạt động ở những địa bàn hẻo lánh, còn mang tính tự phát. Phương tiện đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, làm ảnh hưởng đến việc áp dụng, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu quản lý vận tải. Các cái phương tiện thủy dân sinh mà có động cơ dưới 5 sức ngựa thì là theo phân cấp Bộ Giao thông Vận tải cũng đã phân cấp cho các cái ủy ban nhân dân các xã quản lý. Theo đánh giá của Thanh tra Giao thông tỉnh, ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa của người tham gia giao thông đường thủy vẫn còn chưa nghiêm. Phổ biến là việc không trang bị bảo hộ như áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, hoặc có trang bị nhưng cả chủ thuyền và khách đều không sử dụng khi tham gia giao thông. Cũng còn một số cái trường hợp là cũng chưa chấp hành. Ví dụ như là trên phương tiện thì có trang bị về cái áo phao hay là thiết bị nội cầm tay nhưng mà cũng chưa có cái sự mà đôn đốc nhắc nhở đối với người đi trên thuyền để thực hiện cái việc mặc áo phao khi đi trên thuyền hay là sử dụng các cái thiết bị nổi cầm tay. Cùng với đó, tình trạng mở bến bãi không phép, nuôi cá lồng, khai thác cát sỏi, phương tiện không đăng kiểm, đăng ký, thuyền viên người lái phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn còn phổ biến. Đây là những yếu tố dẫn đến những nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, rất cần được các cơ quan chức năng, các địa phương quan tâm giải quyết.
Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.